Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Xin thân ái kính chào toàn thể quý bà cha em, quý con cái Chúa ở trong tình thương của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa chúng ta được thờ phượng Chúa và được dầm thấm ở trong sự hiện diện của Ngài. Đó là lúc mà chúng ta được mở lòng mình ra để đón nhận ân điển và sức mới của Chúa ban chúng ta. Ở trong một chặng đường mới của cuộc đời, tôi biết chắc rằng là đại gia đình E3 của chúng ta có rất là nhiều cái ưu tư cũng như là nhiều cái trăn trở trong một cuộc sống mới ở tại Hoa Kỳ này. Có phải không quý mài cha, khi chúng ta bắt đầu một chặng đường mới, một hành trình mới, thì chúng ta, mỗi người, mỗi cảnh, chúng ta đều có những cái ước nguyện cũng như có những cái ưu tư trăn trở cho công việc và cũng như cuộc sống mới ở tại Hoa Kỳ này. Nhưng mà tôi tin rằng là trong ơn của Chúa, Ngài sẽ ở cùng và đồng hành với chúng ta trong chặng đường mới này. Nhất là khi chúng ta là những người tin kính Chúa, Chúa sẽ ban chúng ta những điều tốt nhất của đất này. Khi chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa sẽ ban chúng ta những sản vật tốt nhất của đất. Amen. Trước hết thì tôi cũng dâng lời cảm ơn Chúa bởi vì trong suốt hơn một tháng qua, tôi mà cảm nhận được tình yêu và ân điển của Chúa dành cho chính mình và gia đình của mình. Chúa cho gia đình của chúng tôi tính tới thời điểm này thì cũng được khỏe mạnh, không phải bệnh tật quá nhiều hoặc là bị một cái gì đó nó khó khăn trở ngại trong sức khỏe của mình. Dẫu rằng là cái cổ họng của mỗi người chúng tôi nó cũng có một chút gì đó nó khàn khàn bởi vì thời tiết lạnh khô hanh, nhưng mà tạ ơn Chúa chúng tôi không có bị ngã quỵ, nhưng mà Chúa ngày thêm sức và nâng đỡ cho gia đình của chúng tôi mỗi ngày. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được cái sự tranh chiến này ở trong cơ thể của chúng ta khi chúng ta phải chuyển qua một cái môi trường mới để chúng ta sống. Chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều cái trở ngại về mặt thời tiết. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa là đấng chữa lành, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta có sức khỏe tốt nhất ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nói đùa với vợ tôi rằng là ở Việt Nam á, khi mình đứng mình chia sẻ lời Chúa ở trong hội thánh á, đôi khi mình phải đổ mồ hôi và ướt cả cái áo. Nhưng mà qua Mỹ này thì mình cũng chia sẻ lời Chúa nhưng mà không phải đổ mồ hôi nữa. Nhưng mà mình cảm thấy nó lạnh cống và đôi khi thì cái miệng của mình nó bị khô luôn bởi vì có thời tiết quá lạnh. Dẫu vậy thì trong mọi sự và mọi nơi thì Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sớm thích nghi được với cuộc sống mới. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng cảm ơn mục sư Tú cũng đã cho phép tôi được chia sẻ lời Chúa trong buổi sáng hôm nay cho thánh cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại North Carolina này. Cảm ơn mục sư Tú cũng đã giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi có thể thuê nhà và mua xe trong cái giai đoạn đầu tiên này. Và tuần sau thì chúng tôi cũng đi thi bằng lái xe. Tôi biết rằng là đây là một trong những cái phước hạnh của gia đình của chúng tôi khi mà được gặp và được kết nối với một sư Tú ở trong chặng đường mới ở tại Dobson, North Carolina này. Cảm ơn Chúa mọi người chúng ta gặp được ở trong cuộc sống này không phải là ngẫu nhiên, không phải vô cớ hoặc là tình cờ, nhưng mà Chúa Ngài có một cái chương trình tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta gặp được những anh chị em xung quanh chúng ta, nhất là những anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta biết rằng nhờ tình yêu của Chúa mà chúng ta được gắn kết với nhau, nhờ sự thành tín của Chúa mà chúng ta được có cuộc sống ngày hôm nay. Dẫu rằng có thể mỗi người chúng ta bây giờ mình thấy trong tay của mình chưa có gì hết, có người thì cũng chưa có việc làm nữa, chưa có thu nhập. Nhưng mà tôi tin rằng là Chúa sẽ ban phước chúng ta khi chúng ta càng đi với Chúa thì sức lực, ân điển và phước hạnh của Chúa sẽ lần lần thêm ở trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi có nghe những câu chuyện của những người di cư trước đây khi họ mới sang Mỹ thì họ chỉ có khoảng 50 đô trong tay thôi. Nhưng mà chỉ sau 10 năm thì Chúa ban phước cho họ có hai tiệm nail rồi, có nhà cao cửa rộng. Mọi thứ rồi Chúa ban phước cho họ rất là lạ lùng. Và tôi biết rằng là điều đó chỉ có thể đến được nhờ ơn của Chúa. Tôi qua Mỹ này không phải để tìm kiếm vinh hoa, phú quý hoặc là giàu sang. Bởi vì tôi trước đây ở tại Việt Nam thì tôi cũng là một người hầu việc Chúa tình nguyện không lương trọn thời gian. Thì tôi đã quen với cuộc sống vất vả ở Việt Nam rồi. Đối với tôi thì tiền bạc nó chỉ là hư vinh mà thôi. Nhưng mà điều Chúa ban cho
đời sống và chức vụ của tôi khi tôi đến tại Mỹ này. Tôi cầu nguyện và tìm kiếm Chúa thì Chúa ngài nói với tôi rằng ta muốn dùng con ở tại Hoa Kỳ này để tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa cho cộng đồng người Việt còn chưa biết Chúa ở tại Hoa Kỳ này còn rất là nhiều. Hơn 9 triệu người Việt Nam đang sống ở tại Mỹ này, họ cần nghe đến tin lành của Chúa Jesus Christ. Và tôi biết rằng cuộc sống của tôi trong những thời gian đầu sẽ phải chịu khó. Giống như sứ đồ Phaolô, ông đi đến đâu ông cũng đều phục vụ Chúa hết lòng và ông cũng có thể may trải thêm để có thể trang trải cho mọi chi phí trong sự hầu việc Chúa của ông trong những lúc khó khăn. Lời của Chúa ở trong công vụ sứ đồ đoạn số 17 câu 26 cho đến 27, lời của Chúa nói thế này: Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa một người trong chúng ta. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là Ngài là đấng đã khiến cho muôn dân ở trên đất này, ở trên hành tinh này được sanh ra từ chỉ một người mà thôi. Dạ, công vụ của sứ đồ đoạn số 17 câu 26 cho đến 27 ạ. Và từ một người đó, Chúa khiến cho mọi người được rải khắp ở trên mặt đất. Và Ngài đã định cho mỗi một người có một cái lượng thời gian nhất định để họ có thể sống ở trên đất này. Và Chúa cũng cho họ có cái sự giới hạn về chỗ ở. Để cho mọi người họ có một cái sự khôn ngoan để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu họ thỏa lòng với cuộc sống hiện tại của họ thì Chúa ngài sẽ định cho họ ở cái chỗ đó. Nhưng mà nếu họ cảm nhận cái sự giới hạn trong đời sống của họ, hoặc là có những cái áp lực, có những cái điều đó khiến cho họ cảm thấy khó chịu trong cuộc sống của họ, thì họ sẽ cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm Chúa để Chúa có thể gia tăng giới hạn của họ, mở rộng bờ cõi của họ trong ơn của Chúa. Không phải người Việt Nam nào cũng có thể sống ở nước ngoài. Và cũng có những người sống ở nước ngoài cũng không thể trở lại Việt Nam để có thể gặp gia đình của mình. Bởi vì đó là cái sự giới hạn chỗ ở mà Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh đã có chép. Chúng ta biết rằng là một cái con cá sống ở nước ngọt khi mà đem ra ngoài biển thì chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng mà trong khoa học đó, người ta nghiên cứu rằng có những loài cá gọi là rộng muối. Trong cái thuật ngữ của khoa học đó, gọi là loài cá rộng muối. Tức là con cá đó nó được sinh ra ở trong vùng nước ngọt và nó có thể sinh sản ở ngoài vùng nước mặn của biển cả, như là loài cá trình ở Bắc Mỹ. Thì nó sống ở sông suối và khi mà nó sinh nở thì nó đẻ con ở ngoài biển. Và khi mà những cái con cá con được nở ra thì nó lại vào trong nước ngọt để mà nó sinh nở, nó sinh sống. Chúng ta thấy của loài cá hồi cũng vậy. Cá hồi cũng là một loài cá rồng muối. Cơ thể của nó có thể điều chỉnh được cái lượng muối để phù hợp với cái môi trường sống của nó. Cá hồi thì được sinh ra ở trong những cái vùng nước ngọt, ở trong những cái nguồn của suối, nhất là ở Na Uy và cũng như ở các nước Bắc Âu thì cá hồi rất là ngon, bởi vì chúng được sinh ra trong môi trường lạnh giá. Nhưng mà khi được sinh ra thì cá hồi nó lại bơi ngược ra biển, bơi ra biển và nó sống cuộc đời của nó ngoài biển cả cho đến khi mà nó sinh con thì nó ngược suối, ngược sông để mà nó trở lại đúng cái nơi mà nó được sinh ra. Vậy thì trong tự nhiên chúng ta thấy rằng là có những loài cá đặc biệt Chúa cho nó có khả năng để chúng nó có thể sống được ở trong cả hai môi trường nước mặn và nước ngọt. Thì cũng vậy, thưa quý mài chị em, không phải người Việt Nam nào cũng có thể sống ở trong cái môi trường của nước ngoài, đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ này. Bởi vì mọi thứ đều khác biệt hết, từ văn hóa cho đến tiếng nói, ngôn ngữ, rồi cách sống, rồi cách làm việc. Thậm chí là cái tư duy của người Mỹ cũng khác với ở Việt Nam của chúng ta nữa. Tất cả mọi thứ đều mới hoàn toàn. Và chúng ta cần phải học hỏi và thích nghi với cuộc sống mới. Có nhiều người họ không chịu nổi và họ phải rời khỏi Mỹ và họ trở về quê hương để mà sống cuộc sống như trước đây. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đa phần những người
việc mà chúng ta qua Mỹ này chúng ta sống thì chúng ta thấy rằng là chỉ sau khoảng chừng 3 năm thôi thì hầu như không có người nào muốn trở về Việt Nam nữa. Đó là cái điều mà tôi đã nghe từ những người đã sống ở đây hơn 10 năm. Họ nói rằng là mục sư ơi, mục sư cố gắng sống đi, qua năm thứ ba thì mọi sự nó sẽ thích nghi. Và lúc đó thì mục sư sẽ không còn suy nghĩ để mà mình trở về với cuộc sống cũ ở Việt Nam nữa. Nhờ đó tôi cũng có một cái động lực để cố gắng để tự điều chỉnh chính mình, vượt qua được những cái tranh chiến ban đầu, để mình có thể thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn Chúa, đó là điều mà tôi nhìn thấy ở trong cái câu thánh này. Chúa là đấng đã định trước cho chúng ta. Và dẫu rằng Chúa định như vậy, nhưng mà chúng ta cũng cần phải đồng ý với cái sự định đó của Chúa. Có một cái quan niệm cho rằng là mọi sự xảy ra trên đời này đều do Chúa định đoạt. Cho dẫu con người chúng ta không muốn thì Chúa vẫn định như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng điều đó thật sự không đúng. Tại vì có những điều mà Chúa định cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đồng ý, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận cái điều đó, thì chúng ta mới nhận được cái điều mà Chúa hứa với chúng ta trong lời của Chúa. Amen không ai quý mà chị em? Kinh Thánh định với chúng ta rằng là chúng ta sẽ sống một đời sống khỏe mạnh, thịnh vượng, bình an, phước hạnh. Và nếu chúng ta đồng ý, chúng ta amen với điều đó, thì chắc chắn rằng cái sự chữa lành, sự tiếp trợ, sự phước hạnh của Chúa sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta không đồng ý thì dĩ nhiên điều đó nó sẽ không thể đến với đời sống của chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Cả Kinh Thánh đều là một bản tường thuật về hành trình của những người di cư xa xứ. Từ sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy được cái sự mở đầu với cuộc hành trình của Abraham, chính là tổ phụ của Đức Tin. Khi mà ông rời bỏ quê cha đất tổ của ông ở tại xứ Ur để đi đến Canaan, là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông, thì Chúa đã kêu gọi ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 12 từ câu 1 cho đến câu số 2 như thế này: Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổ danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Cảm ơn Chúa, đây là lời mà Kinh Thánh tường thuật lại với chúng ta khi mà Kinh Thánh giới thiệu cho mọi người biết về tổ phụ của Đức Tin tên là Abraham. Lúc này thì ông chưa có tên là Abraham, nhưng mà ông chỉ là một Abraham. Và khi Chúa kêu gọi Abraham, vốn là một người rất là bình thường, lúc đó ông chỉ là một người rất là nhỏ bé trong xứ sở của ông. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi ông thì Chúa nghe hứa rằng là Chúa sẽ khiến cho ông trở nên một dân lớn. Abraham lúc đó đã 75 tuổi rồi và ông không có con. Ông là một người dùng theo thuật ngữ hiện đại ngày hôm nay đó là một người vô sinh. Và khi mà Chúa ngài kêu gọi ông và Chúa hứa với ông rằng ông sẽ trở nên một dân lớn, đây là một cái điều mà không tưởng đối với Abraham lúc bây giờ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà ông bước đi thì Chúa bắt đầu ban phước cho ông, Chúa bắt đầu sức dầu cho ông, và Chúa khiến cho ông trở thành một người được phước, của cải gia tăng nhiều hơn. Và không phải chỉ là về thuộc thể ông được phước mà thôi, nhưng mà ngay cả trong thuộc linh ông cũng được sự sức dầu và ông được thăng cấp trở thành một vị tiên tri của Chúa. Hebrew đoạn số 11 từ câu 8 cho đến câu 10, lời của Chúa chép rằng: Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là Abraham là một người biết vâng lời Chúa. Ông đã vâng theo lời Chúa gọi. Và ông vâng lời trong cái mức độ đó là dẫu rằng Chúa không có chính xác về cái địa điểm ông phải đi đến, hoặc là cái xứ nào mà Chúa sẽ ban cho ông làm cơ nghiệp, nhưng mà ông vẫn cứ đi. Kinh Thánh nói rằng là người đi mà không biết mình đi đâu. Khi mà tôi được đầu phỏng vấn ở Việt Nam thì cái điều mà tôi suy nghĩ đến đầu tiên đó là không biết cái chỗ mình đến nó sẽ như thế nào. Biết được địa điểm thôi, nhưng mà cũng không biết được tương lai của mình một năm sau hoặc là vài năm sau sẽ như thế nào, hoặc là mình sẽ định cư ở đâu.
Và tôi hiểu được cái tâm trạng của Abraham lúc bây giờ cũng giống như vậy. Có thể ông sẽ suy nghĩ rất là nhiều thứ. Mình đi như vậy rồi vợ con mình sẽ như thế nào? Rồi công ăn việc làm của mình sẽ như thế nào? Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông đã bước đi bởi đức tin quý mài chè. Và bởi đức tin Abraham đã bước đi trong sự trong đời nơi Chúa, và Chúa ban phước cho ông. Chúa ban phước cho ông của cải nhiều dư dật. Và khi mà ông được phước, ông được dư dật như vậy thì ông đã có một cái hành động của sự biết ơn Chúa, đó là ông đã lập bàn thờ để mà thờ phượng Chúa. Ở trong Sáng Ký đoạn số 12 câu 7 cho đến câu 8, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Cảm ơn Chúa. Dẫu ông bước đi và ông không biết được mình đi đâu, nhưng mà cái điều mà chúng ta học được từ nơi tổ phụ đức tin của chúng ta, đó chính là ông có một tâm lòng luôn biết ơn Chúa và luôn biết thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chính cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của Abraham đã khiến cuộc đời của ông càng ngày càng được phước. Có thể khi ông bước ra khỏi gia đình quê hương của ông thì ông chỉ có một số ít tài sản và của cải. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là khi ông càng đi với Chúa thì Chúa ban phước cho ông rất là nhiều. Câu hỏi đặt ra ngày hôm nay cho tôi và chúng ta, đó chính là bàn thờ của Chúa ở trong tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay, nó có được nóng cháy hay không? Sự thờ phượng Chúa trong đời sống của tôi và chúng ta ngày hôm nay, ở tại Hoa Kỳ này, Chúa đang ở đâu ở trong bàn thờ đó? Nếu chúng ta có Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ được phước, bởi vì chúng ta là dòng dõi của Abraham trong đức tin. Tôi và chúng ta đều là những con cháu của Abraham trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Amen. Không quý bà chị em, chúng ta xem ở trong Galati đoạn số 3, câu số 6 cho đến câu số 7, lời của Chúa chép thế này: Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Như vậy thì những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì những người đó là con cháu thật của Abraham. Và trong câu 13 chép rằng là Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta là dân ngoại. Chúng ta bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được Chúa Giêsu Ngài chuộc chúng ta ra khỏi những sự rủa sả. Nghèo đói đó là sự rủa sả, bệnh tật là sự rủa sả, nợ nần là sự rủa sả, bế tắc đó cũng là những sự rủa sả. Nhưng mà tại Chúa, nhờ đức tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ vượt thắng được những sự rủa sả đó. Ở tại Mỹ này thì tôi nhìn thấy cuộc sống nó khác so với ở Việt Nam. Mọi thứ ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường hay muốn là trả nó dứt điểm và không muốn phải trả góp hoặc là mang nợ gì hết. Nhưng mà tại Hoa Kỳ này thì ngược lại. Mọi thứ chúng ta mua trả góp càng nhiều thì chúng ta sẽ được cái tín dụng, cái credit của chúng ta nó càng cao hơn, và chúng ta có thể mua với cái đúng rồi. Ở Mỹ thì chúng ta đã sang một trang sử mới khi chúng ta có đức tin nơi Chúa Jesus Christ thật. Và nhất là khi chúng ta đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa, chúng ta ra khỏi quê hương và vòng bà con của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được mình, thấy được đời sống của mình có những cái điểm tương đồng với đời sống của Abraham. Chúng ta thấy được ở trong Sáng Ký đoạn số 12 câu 1 cho đến câu số 3 đó, thì chúng ta thấy rằng trước khi mà Chúa ban phước cho Abraham thì Chúa Ngài đã kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha của ông. Đây là một cái sự trả giá. Không có một phước hạnh nào tự nhiên đến với đời sống của chúng ta mà trước hết chúng ta không trả giá, không vâng lời Chúa để trả giá cho cái điều phước hạnh đó. Sự cứu rỗi của Chúa được ban cho nhưng không ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà những phước hạnh ở trong đời sống thuộc linh và thuộc thể của chúng ta thì cần phải được trả giá qua sự vâng lời Chúa. Tôi biết rằng
đức tin nơi Chúa Jesus Christ của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có những cái sự trả giá của riêng mình để chúng ta giữ được đức tin cho đến ngày hôm nay. Rồi khi chúng ta qua Mỹ này thì chúng ta cũng có những sự trả giá. Mỗi người chúng ta đều trả một cái giá riêng của mình để chúng ta được đến tại Hoa Kỳ này. Có đúng không quý mài chị em? Có người phải trả giá tiền rất là nhiều. Rồi có người cũng phải trả giá bằng cái những cái lời của những người bạn hoặc là của những người họ không có đồng tâm tình với chúng ta ở tại Việt Nam. Họ cho rằng chúng ta là những người không yêu nước, rồi chúng ta vì cái này cái kia mà chúng ta rời bỏ xứ sở quê hương của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều một trả một cái giá để chúng ta có thể qua bên Mỹ này. Không có một cái phước hạnh nào mà chúng ta không trả giá cả quý mà chị em. Có người nói với tôi, mục sư ơi, bây giờ em muốn đi Mỹ mà bây giờ em không có tiền thì phải làm sao đây mục sư? Thì tôi trả lời ngay rằng là bây giờ mình phải cầu nguyện với Chúa thôi. Tại vì bây giờ muốn đi Mỹ thì viện nào đi chăng nữa thì mình phải có tiền thì mình mới có thể qua Mỹ được. Ngay cả đi viện tị nạn cũng phải tan mà đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta được cùng phần gia tài với các thánh đồ ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Thuộc linh của chúng ta được phước qua sự chết vị sinh của Chúa Giêsu Christ. Và tôi tin rằng là thuộc linh nó sẽ kéo theo của thuộc thể quý mài chị. Thuộc linh nó quan trọng hơn cái thuộc thể. Tôi thấy có những người giàu có, những người tỷ phú, những đại gia ở trên thế giới này. Họ có rất là nhiều tiền, có cơ ngơi, có sự nghiệp đồ sộ. Cái gì cũng có hết, vật chất, cái thứ gì họ cũng có hết. Nhưng mà họ lại không có Chúa Giêsu. Thì cái kết cuộc và cái tương lai của họ không được phước như là những người có Chúa Giêsu Christ như chúng ta. Nếu chúng ta có Chúa, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ có lúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ có lúa mà không có Chúa đó quý mà chị em, thì tương lai của chúng ta không chắc chắn đâu quý mà chị em. Chúa quan trọng hơn lúa đúng không quý mà chị em? Cảm ơn Chúa. Trong mùa lễ tạ ơn vừa rồi thì tôi có coi lại cái lịch sử của nguồn gốc lễ tạ ơn. Thì tôi biết rằng là 400 năm về trước, khi mà những người di cư đầu tiên đến tại Hoa Kỳ này, họ đã phải trả giá rất lớn. Họ vượt biển một cái đoạn đường cả vài tháng, lên đến trên biển. Rồi khi họ vào trong đất liền ở tại Hoa Kỳ này, họ phải trải qua một cái mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mà tạ ơn Chúa họ vẫn sống. Chỉ có vài người họ không thể qua khỏi và họ mất ở trong cái sự tuyết lạnh đó mà thôi. Nhưng mà sau đó những người còn sống thì họ đã được phước, họ được mùa màng, dư dật và bắt đầu cuộc sống họ ổn định. Và họ đã biết ơn Chúa, họ đã lập ra cái ngày lễ tạ ơn đó. Cảm ơn Chúa khi mà những ai được Chúa kêu gọi bước đi ở trong ơn của Chúa, họ vâng lời, họ bước đi thì cuộc sống của họ sẽ được phước. Và chúng ta là những người đi sau dấu chân của những người đi trước, chúng ta cũng đến tại Mỹ này. Có nhiều bỡ ngỡ. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua được năm đầu tiên nhiều cái bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng mà tôi công bố rằng trong danh Jesus Christ, Chúa sẽ là đấng mở đường, Chúa sẽ là đấng làm phép lạ trong những sự khó khăn của chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với nhiều thử thách, nhưng mà chúng ta sẽ không bị bế tắc nguyên mà chị em. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngài chính là niềm hy vọng của mỗi người và di dân của chúng ta. Ê-sai đoạn 51 câu 1 cho đến câu 2, lời của Chúa chép rằng: các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta, khá nhìn xem vần đá mà các ngươi đã được đục ra và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham cùng Sarah là người đã sanh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình, ta đã ban phước cho người nên nhiều. Cảm ơn Chúa khi Abraham chỉ có một mình thôi. Có thể lúc đó ông là một người với bàn tay trắng, không có nhiều của cải, không có nhiều bạn bè quen biết chung quanh ông. Ông cũng không phải là một người nổi tiếng. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi ông và ông vâng lời Chúa, ông bước đi thì Chúa bắt đầu ban phước cho cuộc đời của ông. Và cho đến ngày hôm nay thì tầm ảnh hưởng của Abraham ở tại Trung Đông, nhất là tại Israel, vẫn còn rất lớn quý mài chị em. Hơn 3 tôn giáo lớn ở trên thế giới này, ngày hôm nay họ vẫn xưng rằng họ là con cháu của Abraham. Đó là Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo.
Vậy thì chúng ta thấy rằng khi một người biết vâng lời Chúa và bước đi ở trong sự kêu gọi của Chúa, Chúa sẽ ban phước cho người đó và khiến cho tầm ảnh hưởng của đời sống người đó không phải chỉ trong hiện tại mà thôi, nhưng mà có thể kéo dài cho đến tương lai. Có thể lắm vài chục năm sau, khi mà thế hệ của chúng ta về với Chúa, thì con cháu của chúng ta, chúng nó sẽ nhớ đến chúng ta, nó sẽ cảm ơn chúng ta, nó nhắc đến tên của chúng ta, bởi vì cớ chúng ta là những người đã dám mạo hiểm để chúng ta bước đi lập nghiệp ở tại vùng đất mới này. Và tôi tin rằng điều đó chúng ta sẽ nhìn thấy không xa đâu quý mà chen, có thể chỉ 10 năm thôi, con cháu của chúng ta nó sẽ biết ơn chúng ta bởi vì chúng ta đã bước đi ở trong sự kêu gọi của Chúa. Có những người Chúa ngài kêu gọi họ ở lại quê hương xứ sở Việt Nam để hầu vị Chúa. Cũng có những người đã được Chúa kêu gọi để ra đi qua một nơi ở nước ngoài để phục vụ Chúa. Mỗi người chúng ta đều có những sự kêu gọi chung và sự kêu gọi riêng. Và tôi tin rằng khi chúng ta vâng lời Chúa trong sự kêu gọi, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ càng được phước hơn, bởi vì Đức Chúa Trời của Abraham đi cùng với chúng ta. Amen. Roma đoạn 4 câu 16, lời của Chúa chép rằng: vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ơn điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, ngươi là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Cảm ơn Chúa. Lời hứa của Chúa dành cho Abraham không phải chỉ dành cho dòng dõi xác thịt của Abraham mà thôi, nhưng mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham nữa quý mài. Tôi cầu nguyện chúc phước cho chính mình và cũng như cho quý vị là những người tin nơi Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ trở nên một dân lớn, chúng ta sẽ được phước và Chúa sẽ làm nổi danh của chúng ta, để cộng đồng người Việt xung quanh chúng ta sẽ biết đến Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài là đấng như thế nào. Chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Amen không quý mài chen. Điều này chỉ đến được bởi đức tin. Và khi chúng ta bước đi bởi đức tin, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được phước hạnh của Chúa càng thêm lên trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Đừng nói lời tiêu cực cho hoàn cảnh của chúng ta, nhưng hãy nói lời chúc phước, hãy nói lời tích cực, hãy nói lời của đức tin. Amen. Tôi sẽ vượt qua được trong cái công việc của tôi. Tôi sẽ vượt qua được trước cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Tôi sẽ vượt qua được trước những sự khó khăn bế tắc về tài chính. Chắc chắn Chúa sẽ phù giúp chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu 21 nói rằng là: người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, ngài cũng có quyền làm trọn được. Cảm ơn Chúa. Điều chi mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh, chắc chắn ngài sẽ có quyền năng, có cái quyền khả thi để có thể làm tròn những lời hứa đó trên đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Vậy thì qua đời sống của Abraham và hành trình của ông cách đây hơn 4.000 năm về trước, thì ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, đó là chúng ta cần phải là người thờ phượng Chúa, phải là người ưu tiên Chúa trong đời sống của chúng ta trước hết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 chép rằng là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài, thì ngài sẽ ban thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Trước hết phải là Chúa quý mà chen. Đừng trước hết là lúa, nhưng mà hãy trước hết đó là Chúa, rồi ngài sẽ đem lúa đến cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà Chúa dạy cho tôi khi mà tôi còn ở Việt Nam. Có nhiều người không phải chỉ qua Mỹ hỏi bận rộn đâu quý mà chen, ở ngay tại Việt Nam cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Tôi thấy rằng là đôi khi cuộc sống cơm áo gạo tiền nó cuốn chúng ta vào trong cái guồng quay của cuộc sống và công việc. Rồi có những người họ không có thời gian để đi nhóm thờ phượng Chúa, họ làm từ thứ hai cho đến thứ bảy, rồi tranh thủ làm luôn cả chủ nhật, không có thời gian để thờ phượng Chúa. Và điều đó rất là tiếc cho đời sống của họ. Nhưng tôi thấy ở bên Mỹ này có một cái hay, khi mà tôi đi ở ngoài xa lộ, đó là họ có cái tốc độ tối đa, speed limit. Thí dụ mà họ để cái bảng 75 mile thì chúng ta cần phải chạy ở trong cái giới hạn đó, hoặc là chúng ta chạy lố hơn một chút thôi, chứ chúng ta không nên chạy quá quá nhanh so với cái speed limit đó. Không phải là
họ chính quyền họ làm khó chúng ta đâu quý mà cho em, nhưng mà khi chúng ta chạy đúng cái speed limit đó, cái giới hạn tốc độ đó, thì chúng ta sẽ giữ an toàn được cho chính mình và cho những người khác. Vậy thì lời của Chúa cũng có cái giới hạn an toàn cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể siêng năng làm việc để chúng ta trang trải cho gia đình của chúng ta, nhưng đừng bao giờ quên mất Chúa, đừng bao giờ quên mất sự nhóm lại. Quý mà cha, hãy giữ sự nhóm lại như lời của Chúa hứa với chúng ta, rằng chúng ta đặt để Chúa hàng đầu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được Chúa ngày ban phước cho chúng ta nhiều dư dật ở trong những ngày tới. Cảm ơn Chúa. Quý Chúa ngày ban phước cho tất cả chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân chúng ta ngày hôm nay. Hãy lập giao ước với Chúa. Hãy có một kết ước và một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời bắt đầu từ ngày hôm nay, quý bà chị em. Đừng quên mất Chúa, nhưng hãy để Chúa là ưu tiên số 1 trong đời sống của chúng ta. Khi mà mắc dậy, chúng ta hãy cảm ơn Chúa bởi vì một ngày mới Chúa đem đến cho con. Khi chúng ta bước chân vào trong sở làm, chúng ta hãy cảm ơn Chúa bởi vì Chúa luôn đồng công cùng với con ở trong mọi việc làm ngày hôm nay. Và hãy nhớ đến Chúa, hãy thờ phượng Ngài và hãy trung tín bước đi với Ngài từ ngày hôm nay. Amen. Và xin mời chúng ta cùng đứng lên và tôi xin được phép cầu nguyện theo lời của Chúa giờ phút này. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con là con cháu thật của Abraham trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Chúng con cần phải có sự vâng lời Ngài. Chúng con cần phải có sự yêu mến Ngài. Chúng con cần phải có sự thờ phượng Chúa một cách nóng cháy và nhiệt thành ở trong cuộc sống hiện tại của chúng con và trong tương lai nữa, Chúa ơi. Đừng để cho chúng con vì cơm áo gạo tiền, bận rộn mà bốn bề trong cuộc sống mà chúng con lại quên mất đi Ngài là ai trong cuộc đời của mình. Xin giúp đỡ cho mọi người chúng con luôn đặt để Chúa là trước hết, là ưu tiên số 1 trong đời sống của chúng con. Để Chúa Ngài không phải là bánh xe sơ cua trong đời sống của chúng con, nhưng Ngài là nhân vật chính trong đời sống của chúng con, Chúa ơi. Có thể chúng con sẽ phải đối diện với những sự khó khăn thử thách, nhưng mà Chúa Ngài chính là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng con. Ngài chính là câu trả lời cho đời sống của chúng con. Khi chúng con gặp những thử thách thì Chúa sẽ nắm tay chúng con để dìu dắt chúng con vượt qua được những sự thử thách đó ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài cũng chính là cánh cửa cho đời sống của chúng con. Nơi nào bế tắc thì Chúa Ngài sẽ là cánh cửa để giải đáp cho mọi nhu cầu của chúng con. Để Chúa bởi đức tin mà chúng con sẽ nhận được những điều mà Chúa hứa với chúng con ở trong lời của Chúa. Đó là sự thịnh vượng, đó là sự phước hạnh ở trong mọi công việc mà tay chúng con làm. Đó là sự khỏe mạnh ở trong thân thể của chúng con trước những cái sự khó khăn về mặt thời tiết. Chúng con sẽ được thuận lợi ở trong tương lai của chúng con và gặp được nhiều người mà Chúa Ngài, những người đúng đắn mà Chúa đem đến trên đời sống, trên chức vụ của chúng con sau này, để chúng con sẽ được kết quả và làm vinh hiển danh của Ngài càng hơn nữa. Còn cảm ơn Chúa bởi vì Chúa luôn tốt lành, Chúa luôn thành tín trên đời sống của mọi người chúng con. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con cả, Ngài luôn đồng hành cùng với chúng con ở trong mọi nẻo đường của cuộc sống, ở trong những nơi mà chúng con đi đến, có những nơi mà chúng con chưa bao giờ đi đến, đó là những vùng đất hoàn toàn mới lạ của chúng con. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob ơi, xin Ngài đi cùng với chúng con, dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con và cho chúng con được trở nên giỏi hơn ở trong những khả năng mà chúng con đang bị giới hạn. Có những cái rào cản về mặt ngôn ngữ, về mặt văn hóa cũng như về những cái lối sống khác biệt mà chúng con trước đây chưa từng bao giờ đối diện. Lạy Chúa sẽ giúp đỡ cho từng quý đồng hương của chúng con, những con cái Chúa đang nghe lời của Ngài tại đây. Xin Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng con để chúng con được trở nên giỏi hơn, chúng con được phước hơn và chúng con được nhận biết rằng đó chính là nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời của Abraham ở trên đời sống của chúng con. Con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn tốt lành và thành tín trên đời sống của chúng con. Nguyện Chúa được vinh hiển qua mỗi đời sống phước hạnh của chúng con. Chúa ơi, xin gia tăng chúng con, mở rộng bờ cõi của chúng con và chúng con được trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng con không phải là những người lưu vong, không phải là những người di dân bất hạnh, nhưng mà chúng con là những người đầy phước của Chúa, giống như Abraham ngày xưa vậy, Chúa ơi. Càng đi thì phước hạnh càng thêm lên. Cảm ơn Chúa, cuộc đời của chúng con đã được rẽ sang một trang sử mới bởi vì chúng con có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa, nguyện lời của Chúa được ứng nghiệm trên đời sống của chúng con bắt đầu từ ngày hôm nay. Còn cảm ơn Chúa và nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.